Ở video này thầy sẽ hướng dẫn các em một số cái dạng toán về dãy số, chứ có thể là dãy theo quy luật và đặc biệt hơn là dãy cách đẻo. Thì chúng ta sẽ vào cái dạng đầu tiên, tìm một số hạng của dãy số có quy luật. Dãy số có quy luật là như thế nào? Thì ví dụ như là dãy như 1 2, 3, 5, 8, 15 thì các số hạng, thì số hạng đằng sau sẽ bằng tổng của hai số hạng liền trước của nó. Đấy là cái quy luật của nó. Và cũng có nhiều như dãy số tự nhiên chẳng hạn cũng có quy luật, tức là một số chẵn rồi một số lẻ, số chẵn một số lẻ, và cứ số liền sau thì bằng số liền trước cộng thêm 1. Đấy ra thầy nói qua một chút về cái quy luật của nó, ta sang vào cái ví dụ cụ thể. Cho dãy số 425-193, hãy tìm số hạng thứ 2017 của dãy, biết tổng 3 số liên tiếp của dãy luôn bằng 1975. Thì nếu như đọc đề bài thì thoạt đầu thì nếu như nhìn vào cái dãy số chỉ có hai số là 425 và 193 thì ta không thể xác định được cái quy luật của dãy. Thì tuy nhiên các em chú ý, người ta lại có cho là tổng 3 số liên tiếp luôn bằng 1975. Như vậy đây là cái mấu chốt để chúng ta để giải cái bài toán. Từ đây ta sẽ tìm ra được số hạng thứ 3. Từ số hạng thứ 3 ta sẽ có số hạng thứ 4. Từ số hạng thứ 4 ta sẽ có số hạng thứ 5. Và cứ như thế các em suy luận và các em tìm ra một cái quy luật nào đó để các em tìm ra cái số hạng thứ 2017 của dãy. Đây, chúng ta sẽ bắt tay làm cụ thể này. Số hạng thứ 3 của dãy là 1975 trừ đi tổng của số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai 425 cộng 193 thì các em là phải tính sẽ ra 1357. Tương tự như thế các em sẽ tìm được thử tìm thêm số hạng thứ tư này. Thứ tư của dãy này sẽ là 1975 trừ đi tổng của số hạng thứ 2 và thứ 3, tức là 193 cộng với lại 1357 thì nó sẽ ra được là 425. Ta thử tìm thêm số hạng thứ 5. Nó sẽ là 1975 trừ đi tổng của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 4, tức là 1357 cộng với lại 425 thì các em sẽ ra được là 193. Đấy, và cứ như vậy thì ta thấy dãy số sẽ là 425 rồi 193 rồi 1357, sau đó lại thì 425 193. Đấy, và cứ như thế nếu tính tiếp thì nó sẽ là gì? 1357 rồi 425 rồi 193. Như vậy thì dãy này thật ra là chỉ có 3 số: 425, 193 và 1357 lặp lại. Cứ như thế nó lặp lại. Thì muốn tìm ra cái số hạng thứ 2017 của nó thì như thế nào? Thì ta thấy cứ 3 số này, 3 số 425, 193 và 1375 lập thành một nhóm, đúng không? Thì ta xem 2017 số như vậy lập thành bao nhiêu nhóm và xem còn dư bao nhiêu để ta tìm ra, ta suy luận ra cái số đó là số nào. Như vậy ta sẽ có này, cứ bộ 3 số là gì? 425 rồi lại 193 rồi lại 1357 lập thành một nhóm. Đấy. Thì 2017 số như vậy sẽ lập được là 2017 chia 3. 2017 chia 3 thì nó được bao nhiêu đấy? Và
quan trọng ở đây các em là tỉ số dư 2017 chia 3 nó sẽ được bằng khoảng 672 và dư 1. Như vậy dư 1 thì tức là sau khi được 672 nhóm vừa đổ 3 số này thì sẽ lại viết thêm một số nữa, và số đó là số nào? Tất nhiên là số đầu tiên của cái nhóm này. Đấy. Và như vậy số đầu tiên thì tất nhiên là số 425. Như vậy thì đấy ta sẽ suy ra số hạng thứ 2017 của nhóm của dãy thì xin lỗi là 425. Đáp số ngoài này là 425. Như vậy ta đã giải xong ví dụ 1. Thì sau khi giải xong ví dụ 1 thì các em thấy nó rất là đơn giản. Cái vấn mấu chốt của cái phần cái bài toán này là các em phải tìm ra quy luật để thành lập về dãy đấy, thì các em sẽ dễ dàng giải được cái bài toán. Ta sẽ sang ví dụ 2. Tìm một số hạng tìm số hạng thứ 2017 là 2000 của dãy sau 3, 6, 11, 18 và 27. Đấy. Thì muốn tìm được bài này thì các em phải dựa vào cái số hạng cho sẵn để các em để phát hiện ra cái quy luật, và từ đấy ta suy luận để tìm ra được cái số hạng thứ 2017 của dãy. Thì nó không giống như ví dụ 1. Ví dụ 1 là người ta đã cho hai số hạng rồi, và người ta cho tổng 3 số hạng liên tiếp là 2017. Thật ra đấy là quy luật rồi. Thì cái bài này người ta lại cho trước một số các số hạng, nhưng người ta lại không cho quy luật. Thì vấn đề ở đây là từ những cái số hạng cho trước thì các em phải tìm ra được cái quy luật. Thì các em thấy này, ta có này, cái số hạng thứ nhất không phải là số 3, số hạng thứ nhất này phải là 3 bằng bao nhiêu. Các em để ý này, nếu như để ý một chút thì 3 có phải là 1 cộng 2 không? 6 là gì? 4 cộng 2, 9 là 11 là 9 cộng 2, 18 là bao nhiêu? 16 cộng 2 và 27 là 25 cộng 2, thì tức là 1, sau đó là 4, 9, 16 và 25. Nó là những cái số như thế nào? 1 có phải là 1 x 1 không? 2 có phải là 2, 4 là 2 x 2, 9 là 3 x 3, tương tự 16 là 4 x 4 và 27 là 5 x 5. Tức là số hạng thứ nhất của dãy này sẽ là bằng 1 x 1 và cộng 2. Tức là ta lại tiếp là số hạng thứ hai sẽ là gì? 6 bằng 2 nhân 2 cộng 2. Số hạng thứ ba có phải là 11 có phải là bằng 3 nhân 3 cộng 2. Tương tự số hạng thứ tư sẽ là 18 đúng không? Bằng 4 nhân 4 cộng 2. Số hạng thứ 5 sẽ là 27 bằng 5 nhân 5 cộng 2. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra quy luật của dãy, đó là gì? Đó là số hạng ở đây. Số hạng, một số hạng thì sẽ bằng vị trí của nó nhân với vị trí của nó và cộng 2, đúng không? Một số hạng của dãy, mọi số hạng của dãy đi, mọi số hạng của dãy bằng gì? Tích của vị trí và vị trí của nó, đúng không? Ví dụ như số hạng thứ ba thì sẽ bằng 3 nhân 3 và cộng thêm 2. Như vậy số hạng thứ 2017 của dãy là
2017 nhân 2017 và cộng thêm 2 thì các em chỉ cần làm cái phép tính này thôi. 2017 nhân 2017 và cộng thêm 2 sẽ bằng 4.068.291. 4.068.291 và đây là đáp số của bài toán. Như vậy thầy đã qua hai cái ví dụ này thì thầy đã hướng dẫn các em, giải cho các em hai ví dụ về cái dạng tìm xác định về cái dạng số một số hạng của dãy số kích đẹp. Thì thực ra cái mấu chốt của bài toán này là các em phải tìm ra quy luật của dãy để các em suy luận. Không tìm được ra quy luật thì các em sẽ không bao giờ giải được cái dạng toán của quy luật này. Chúng ta sang cái dạng toán tiếp theo, dạng 2. Đếm số chữ số của dãy cách đều. Các em lưu ý là đếm số chữ số của dãy cách đều như thế nào. Thì chúng ta sẽ vào cái ví dụ 3. Bạn Khôi viết dãy số cách đều 1, 5, 9, 13, chấm 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 đến 1001. Hỏi bạn Khôi viết tất cả bao nhiêu chữ số. Các em lưu ý là để phân biệt giữa số và chữ số. Chữ số thì chỉ có 10 chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn số là những cái mà được lập thành, tạo thành bởi các chữ số. Và số các chữ số là, thầy xin lỗi, số các số là không đếm được. Đấy, thầy ví dụ như là số 13 nhá, thì được tạo bởi hai chữ số, đó là chữ số 1 và chữ số 3. Tức là chữ số sẽ là thành phần để tạo nên những số. Đấy, nói về một chút về số và chữ số để các em phân biệt thì tránh các em làm nhầm lẫn cái bài này. Các em đếm số các số chứ không phải như yêu cầu đề bài là đếm số số các chữ số. Thì để làm được bài này thì các em trước tiên các em phải nhìn vào dãy số này, các em tìm ra cái quy luật của dãy để các em suy luận ra một chút xem là nó là như thế nào. 1, 5, 9, 13, các em thấy những số này đều là những số mà chia cho 4 dư 1, đúng không? Và đến 1001 cũng chia 4 dư 1. Như vậy ta có thể khẳng định được dãy này là dãy và chia cho 4 dư 1, đây là dãy cách đều này, cộng với nhau thành 4 này cũng được. Như đề bài người ta đã nói sẵn rồi, nhưng mà thầy muốn là để chia cho 4 dư 1 để các em còn áp dụng vào các em làm cái bài này nữa. Thì thầy sẽ đếm xem là người sẽ có bao nhiêu chữ số để viết những số có hai số và bao nhiêu chữ số dùng để viết những số có ba số, bao nhiêu chữ số dùng để viết những số có bốn số, bao nhiêu số dùng để viết những số có một số, một chữ số ở cái dãy này. Thì chúng ta sẽ vào cái bài giải cụ thể như sau. Thì mình sẽ dễ thấy được là gì, có ba số đúng không, có một chữ số đúng không. Đấy. Như vậy thì suy ra là gì, cần dùng 3 × 1 bằng 3 chữ số để viết các số có một chữ số của dãy, đúng không? Một cái. Bây giờ ta sẽ tìm tiếp theo, ta tìm cái số chữ số để viết cái gì, các số có hai chữ số của dãy. Thì các số có hai chữ số của dãy là, các số có hai chữ số của dãy sẽ lập thành dãy cách đều đúng không? Đó là gì? 13, xong số tiếp theo là 17, đúng không? Chia 4 dư 1 đúng không? 21 và số cuối cùng có hai chữ số mà chia 4 dư 1 là như thế nào? Là số nào? Đây là cái mà thầy muốn nói với các em là
cái quy luật là chia 4 dư 1 chứ không sử dụng cách đẻ. Thì để các em muốn tìm ra được cái số cuối cùng này của có hai chữ số, thì các em phải biết số lớn nhất có hai chữ số mà chia 4 dư 1. Thì các em biết số lớn nhất khi mà chia hết cho 4 có hai chữ số đó là số 96. Như vậy cái số chúng ta sẽ cần tìm sẽ là số 97. Đấy. Và như vậy thì số các số có hai chữ số đúng không? Của dãy là số đầu là số lớn nhất trừ số bé nhất chia cho khoảng cách và cộng thêm 1. Mình sẽ gom máy tính một chút thôi. 97 trừ 13 chia 4 cộng 1 là 22. Như vậy từ 22 số thì ta sẽ tìm ra được số chữ số để viết các số có hai chữ số của dãy là 22 nhân 2 bằng 44. Sau khi tìm xong số các chữ số để viết các số có hai chữ số thì ta sẽ tìm tiếp số các số, chữ số để viết những cái số mà có ba chữ số của dãy. Ta sẽ tìm tiếp là số chữ số để viết các số hạng có ba chữ số của dãy. Thì các số có ba chữ số của dãy này lập thành dãy cách đều như sau. Số bé nhất có ba chữ số chia 4 dư 1 thì đương nhiên là số 101, sau đến 105, và số cuối cùng tức là số lớn nhất có ba chữ số chia 4 dư 1 sẽ là số 997. Đấy. Từ đây ta sẽ tìm ra được số các số có ba chữ số của dãy là 997 trừ 101 chia 4 và cộng thêm 1 bằng 997 này trừ 101 chia 4 225 số. Và từ đây ta sẽ tìm ra được số chữ số để viết các số hạng có 3 chữ số của dãy đúng không? 225 nhân 3 thì nó sẽ được là 675 số chữ số. Và như vậy thì số chữ số dùng để viết cái số có bốn chữ số hạng có bốn chữ số thì cái dãy này có một số hạng có bốn chữ số thôi, sẽ là 4. Thì chúng ta sẽ tính luôn là bạn Khôi đã viết tất cả, hay là số chữ số mà bạn Khôi đã viết, bạn Khôi đã viết là ba chữ số để dùng để viết các số có một chữ số cộng 44 số chữ số, phải chỉ là 44 chữ số để viết các số hạng có ba hai chữ số, và 675 chữ số để viết những số hạng có ba chữ số, và 4 chữ số để viết số hạng có một chữ số. Các em cộng và tính cộng 675 cộng 3 cộng 44 và cộng thêm 4. Như vậy bạn Khôi đã dùng 726 chữ số. Và đáp án của bài này sẽ là gì? Rồi, đây là một bài toán theo thầy nghĩ thì nó là không khó, nhưng mà các em phải phân biệt cho thầy được cái chữ số và cái số.
Được chưa? Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ 4. Người ta tính phải dùng 2001 chữ số để ghi số trang của một quyển sách. Quả quyển sách cho dài bao nhiêu trang? Thì thật ra bài toán này thì có thể coi là một bài toán hơi ngược lại cái bài trước một chút. Tuy nhiên, mức độ khó của nó thì sẽ khó hơn. Thì chúng ta sẽ làm thôi. Thì ta cũng làm như ví dụ tương tự như ví dụ 3. Ta sẽ xem là gì? Người ta đánh số trang bao giờ cũng phải đánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không? Đấy. Thì các em sẽ xem là ta sẽ chia xem là phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số có trang một chữ số và bao nhiêu chữ số có hai chữ số. Và ta sẽ làm như sau. Số trang sách gì? Có một chữ số là số đầu là gì? Số cuối là 9, số đầu là 1. Là bằng gì? 9 trang đúng không? Thì ta sẽ dùng số chữ số để đánh số các trang có một chữ số là 9 x 1 là bằng 9 chữ số. Đấy đấy. Ta sẽ tính xem là số trang sách có hai chữ số là trang cuối cùng sẽ là trang 99 trừ đi trang đầu tiên là trang 10 chia cho 1 cộng 1. Đấy, thì nó sẽ được là bằng 90 trang. Thì như vậy ta sẽ số chữ số để đánh số các trang có hai chữ số là 90 x 2 bằng 180 chữ số. Và như vậy ta có tìm tiếp đến cái số trang sách, số chữ số để đánh số các trang có 3 chữ số không? Như vậy cái trang đầu tiên sẽ là 100 và trang cuối cùng, nếu như cuối cùng thì sẽ dùng là 999, thì như vậy sẽ trừ đi thì nó sẽ được 900 trang. Nhưng mà nhân với 3 lên thì nó sẽ được 2007. Như vậy nó vượt quá cái số chữ số của đề bài. Đấy. Đây là một cái lưu ý. Tại sao ạ? Thầy tính số trang có một chữ số và số trang có hai chữ số luôn. Thì là nó chưa vượt được cái số chữ số mà người ta dùng. Như vậy người ta sẽ dùng thêm một số cái chữ số nào đó để hoàn tất cái việc ghi các trang sách sau khi đã dùng ghi hết những trang về có một chữ số và có hai chữ số. Thì đây ta sẽ tìm ra được cái số chữ số để đánh số các trang có 3 chữ số của quyển sách là 2001 trừ đi 9 trang phải 9 chữ số để đánh các trang có 1 chữ số và 180 chữ số để đánh các trang có 2 chữ số. 2001 trừ đi như vậy nó được 1812 chữ số. Rồi đến đây thì người ta đã dùng 1812 chữ số để đánh số các trang sách. Thì bây giờ là chúng ta phải tìm xem là gì, cái trang quyển sách đấy có bao nhiêu trang gì, bao nhiêu trang có 3 chữ số đúng không? Ta có số và chữ số của nó rồi thì vấn đề là đơn giản. Số trang có 3 chữ số của quyển sách là 1812 chia cho 3 604 trang. Và nếu như mà đến đây thì các em để ý một chút thì người ta đánh số các trang là từ trang 100 đúng không, và đến trang số bao nhiêu đấy để ta
tìm được là có 604 trang, có 3 chữ số. Như vậy thật ra cái bài toán đến đây sẽ đưa về dạng là tìm số hạ thứ 604 của dãy 100, 101, 102. Đấy. Như vậy ta sẽ đưa là do số để cái trang bắt đầu mà có 3 chữ số, hay trang đầu tiên đi có 3 chữ số của quyển sách ghi số là 100 đúng không? Trang tiếp theo sẽ là gì? Là 101. Và tiếp theo nữa là 102. Đấy, phần chấm chấm đến trang cuối cùng sẽ là gì? Ghi số là gì? Chưa biết. Là trang thứ gì? Trang cuối cùng thì chưa biết, nhưng mà ta biết được nó là trang 600, trang thứ 604 kể từ trang số 100. Đấy, như vậy thì cái trang cuối cùng của vãi có phải của cái này có phải là trang thứ 604, tức là số hạng thứ 604 của vãi 100, 101, 102 đúng không? Đấy, nên ta sẽ có được là gì? Cái trang cuối cùng của quyển sách ghi số sẽ là 100 cộng với vị trí của nó. Đấy, 604 chia cho khoảng cách và làm sao trừ đi 1 thì nó sẽ được là 703 trang. Được chưa? Đấy, như thầy chăm số lại số hạ rồi. Số hạ bằng số đầu cuối cùng. Rồi, như vậy công thức đúng của nó, của cái này, nó sẽ là bắt đầu là 604 trừ đi, tức là số hạ trừ đi 1 chia cho khoảng cách cộng với lại cái số hạng đầu tiên, tức là 100. Cái này nào vẫn là 703 thôi, ghi số 703. Như vậy thì cái trang cuối cùng ghi số 703 thì vậy quyển sách cũng có là gì, có 703 trang. Và đáp số của bài này là gì? 703. Đấy. Và bài toán ví dụ 4 thì nó vừa áp dụng kiến thức của cái dãy cách đẻ, tức là thầy đã áp dụng công thức của dãy cách đẻ ở đây, tìm số hạng thứ n của dãy cách đẻ khi biết vị trí, đúng không? Và biết số hạng đầu tiên cũng như biết khoảng cách. Chúng ta sang ví dụ số 5. Cho dãy số 1, 2, 3, 4, chấm 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 x, biết số chữ số trung bình để viết số hạng của dãy là 2 phần 3. À, phải xin lỗi, 2, 1 phần 3. Hãy tìm x. Đấy. Thì ta sẽ suy luận một chút, 2, 1 phần 3 thì nó sẽ lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. Đấy. Thì như vậy x sẽ phải là có 3 chữ số. Đúng không? Hoặc nhiều hơn có thể có 4 chữ số, nhưng mà bởi vì là cái số có 3 chữ số nhiều hơn số có 2 chữ số, số có 2 chữ số và số có 1 chữ số rất là nhiều lần. Nên là thầy nghĩ cái bài toán này x sẽ là một cái bài ta suy luận. Như vậy thì x sẽ là một cái bài mà ra một cái kết quả mà nó có 3 chữ số. Thì trước tiên ta sẽ đổi 2 1 phần 3 bằng 7 phần 3. Đấy. Tìm chữ số trung bình. À, biết chữ số trung bình. Tức là đây lại là một cái bài toán liên quan đến trung bình cộng. Thì ta sẽ làm theo cái phương pháp mà bù. Đúng không? Thì
Em muốn là trung bình cộng bằng 2 1 phần 3, thì những cái số có 3 chữ số phải bù cho những số có 1 chữ số và những số có 2 chữ số, sao cho nó đều là gì, phải dùng là 2 1 phần 3 chữ số. Đấy, thì như vậy thì ta sẽ có về có tất cả là gì, 9 trừ 1 cộng 1 đấy, vậy bằng 9 thì số có gì, 1 chữ số đúng không? Đấy, thì mỗi số như vậy thì phải cần bù thêm bao nhiêu, 7 phần 3 trừ trừ 1, 7 phần 3 trừ 1 thì tức là bằng 4 phần 3 chữ số, để bằng số chữ số trung bình đúng đấy. Và tương tự như vậy ta sẽ có tất cả là gì, 99 trừ 10 cộng 1 bằng 90 số có 2 chữ số, và mỗi số thì phải cần bù thêm bao nhiêu, 7 phần 3 trừ 2 bằng 1 phần 3 chữ số, để bằng số chữ số trung bình. Đấy, thì bây giờ như vậy thì các em biết là mỗi số có 3 chữ số thì sẽ hơn chữ số trung bình là 3 trừ 7 phần 3. Đấy, thì ta sẽ xem nào, mỗi số có 3 chữ số như vậy sẽ bù được cho bao nhiêu số có 2 chữ số, bao nhiêu số có 1 chữ số đúng không? Hoặc là để bù cho một số có 2 chữ số là để bằng cái trung bình cộng thì phải cần có bao nhiêu số có 3 chữ số. Đấy, như vậy thì ta cũng thấy này, số một số đúng không, một số có 3 chữ số sẽ hơn số chữ số trung bình là 3 trừ 2 1 phần 3, 3 trừ 7 phần 3. Chín trừ đi 9 phần 3 trừ 7 phần 3 tức là 2 phần 3 chữ số. Đấy, như vậy ta sẽ lấy cái phần hơn này để bù vào cái phần thiếu để sao cho nó bằng 7 phần 3 ta, đúng không, bằng 7 phần 3. Như vậy muốn bù gì, bây giờ muốn bù cho một gì, cho một số có một chữ số thì cần bao nhiêu số có 3 chữ số đây, một số có 3 chữ số thì chỉ hơn là về 2 phần 3 thôi, thì ta chỉ lấy cần 4 phần 3 chia cho, nhưng mà về chia 2 phần 3 bằng bằng 2 chứ là đây là gì, một một số có một chữ số thì cần thêm 4 phần 3 chữ số để bằng số trung bình, số chữ số trung bình. Nhưng mà một số có 3 chữ số chỉ vì hơn chữ số trung bình, số chữ số trung bình 2 phần 3 chữ số. Như vậy các em dễ dàng suy ra được là hai cái số có 3 chữ số thì sẽ đủ bù cho một số có một chữ số để được cái số chữ số bằng số trung bình. Đấy, như vậy muốn bù cho một số có một chữ số thì cần hai số có 3 chữ số. Đấy, tương tự như vậy muốn bù như vậy thì từ đây ta cũng suy luận một chút là gì, cứ gì một số có 3 chữ số thì sẽ đủ bù cho hai số có
một chữ số để được số, để được cái bằng cái số chữ số trung bình. Đấy, như vậy thì ta sẽ viết như thế nào nhỉ? Để bù cho hai số đi, ta cứ để bù đi cho một số có hai chữ số thì cần sẽ là 1/3 chia 2/3 sẽ bằng 1/2 số nhiên. 1/2 số có 3 chữ số, tuy nhiên người ta không ai nói là 1/2 số cả, không ai bổ đôi một cái số là đấy. Thì như vậy thì tao phải hay là hai số có 3 chữ số đúng không, thì đủ bù cho thầy xin lỗi, hay một số có 3 chữ số thì đủ bù cho về hai số có 2 chữ số. Đấy, để được số chữ số bằng số chữ số trung bình. Như vậy từ đây ta sẽ dễ dàng tìm ra số chữ số phải bù hay là cái x. Từ đấy ta sẽ tìm ra được như sau: số chữ số, số các số có 3 chữ số, chữ số của dãy là đúng không, thì các dư ra là sẽ bằng chín nhân hai cộng, đây là số các số có 3 chữ số bù cho, sau khi dư ra thì sẽ bù cho số các số có 1 chữ số cộng thêm số các số có 3 chữ số bù cho số các số có 2 chữ số, tức là 90 chia cho 2, 90 nhân 1/2 đấy. Thì như vậy nó sẽ bằng là 90 chia 2 45, 45 18 bằng 53. Đúng không? Bằng 53 thì như vậy thì ta sẽ tìm ra được về tương tự như cái bài ví dụ 4. Số các số ta biết số các số có 3 chữ số rồi. Như vậy thằng này sẽ là ta sẽ cái dãy này sẽ có 53 số có 3 chữ số và bắt đầu được từ số 100. Như vậy cái số, vậy số hạng cuối cùng của dãy trên là đấy, sẽ là 100 cộng 53 trừ 1, hay là 53 viết theo đúng công thức thì sẽ là 53 trừ 1 chia 1 cộng 100. Đây, vị trí số các số trừ đi số các số trừ đi gì, trừ đi một chia cho khoảng cách cộng với lại số đầu tiên thì sẽ ra được số cuối cùng sẽ là bằng 152. Như vậy x sẽ bằng 152 và đáp số của bài toán là gì, 152. Như vậy thì thầy ở cái dạng 2 thầy đã giới thiệu với các em ba cái ví dụ về cái dãy chữ số, về cái chữ số đếm số chữ số dãy để có trung bình cộng có đánh số trang sách có, thì ba cái dạng này là ba cái dạng cơ bản. Trong cái dạng ba thì hơi khó một chút, ví dụ ba thì hơi khó một chút nhưng mà cũng rất là đơn giản thôi. Và các em lưu ý hai cái điều đó ở ví dụ 4 và ví dụ 5, đó là như vậy. Như ở ví dụ 4 ta tìm được số trang sách có 3 chữ số của quyển sách này 604, và ở ví dụ 5 thì ta tìm được số
số cái số hạng có ba chữ số của cái dãy đấy là 53, thì các em phải hình dung ra được, đưa vào hình dung trong đầu, đưa ra được cái bài toán là tìm ra được cái dãy mà bắt đầu từ 100 đúng không? Một dãy chẳng hạn như ví dụ 5 là có 54 số hạng, à phải xin lỗi 53 số hạng đây. 53 số hạng thì số hạng đầu tiên là số hạng là 100 đúng không? Và khoảng cách là 1 thì cái số hạng cuối cùng là bao nhiêu? Đấy. Thì cái này thầy đã giảng phần lý thuyết ở cái dạng ở bài dãy số cách đều rồi. Rồi. Do thời gian có hạn thì hôm nay thầy chỉ hướng dẫn với các em được 5 cái ví dụ và hai cái dạng toán về dãy cách đều. Thì những cái dạng tiếp theo thì thầy sẽ có một cái video khác để hướng dẫn. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.